Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 299, đột phá. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hóa Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Nửa tháng sau, Viên Minh trở lại Vọng Nguyệt Thành, quan sát một hồi, nhận được tin tức rằng đội ngũ Trường Xuân Quan bắt buộc chính thành đã trở về Đại Tấn. Sự kiện Sa Hạo xem như đã lắng xuống, mới cùng với Hồ Đồ, Mộc Dương mở cửa hàng Linh Hương một lần nữa ở bên trong Vọng Nguyệt Thành. Khi hắn xử lý tốt các vấn đề liên quan đến cửa hàng xong, thì một mình trở lại động phủ. Cửa hàng mới khai trương làm ăn so với trước đây kém hơn không ít, nhưng hiện giờ trên người Viên Minh có linh thạch và đan dược đều không thiếu. Mở cửa hàng cũng chỉ là vì nước chảy dài, bởi vì trong kinh doanh và tuyên truyền đều chỉ cho hai người Hồ Đồ lượng sức đi làm, không dụng tâm như trước nữa. Tài sản của Gia Hạo không có gì ngoài ý muốn, hẳn là có thể chống đỡ cho hắn tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ. Sau này một đoạn thời gian, nếu không có đại sự gì, hắn sẽ một mực ở đây bế quan tu luyện. Kinh nghiệm trong quá khứ làm cho hắn đối với thực lực tăng lên càng có nhiều khát vọng. Cho dù là ở Nam Cương hay là ở Đại Tấn, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể có được quyền nói chuyện. Cái gọi là công bằng là dưới tình huống thực lực ngang hàng mà nói. Nếu là mình vẫn bị vây ở trúc cơ sơ kỳ, có lẽ trong tu sĩ tầm thường đã không tính là thấp, nhưng đối mặt với cường giả thì căn bản cũng không đủ nhìn. Hắn cũng không muốn lúc trước đánh chết Ngọc Hồ đạo trưởng, sau đó sợ bóng sợ gió, không thể không rời xa. Cửa hàng Cần Hương sau khi chế biến xong cũng chỉ để cho Lôi Vũ đưa đi, mà hắn cũng sẽ không dễ dàng rời khỏi động phủ. Viên Minh cân nhắc kế hoạch tương lai, đồng thời lại lấy ra một cây hắc hương. Trước khi dùng, hắn đã dùng hắc hương phụ thể xác nhận qua phụ mẫu không có việc gì. Hiện giờ lại dùng hắc hương cũng là muốn biết tình huống của Tịch Ảnh. Cho dù tin tức Gia Hạo đã chết, hay là tình huống mình tiếp nhận toàn bộ di sản của đại trưởng lão, hiện giờ Viên Minh tích tụ một đống lời muốn nói với Tịch Ảnh. Chỉ tiếc non sông cách trở, lời nói của hắn trung quy không truyền đến tai của Tịch Ảnh được. Hắc hương ở trên Thao Thiên Đỉnh từ từ thiêu đốt, làn khói lan tỏa, tầm nhìn của Viên Minh dần dần biến hóa, chuyển sang trên người Quả Quả. Phụ thể với mới hoàn thành, Viên Minh còn chưa kịp phản ứng đã bị một làn sóng biển đập vào mặt. Lớp biển mặn ướt vỗ vào mặt của Quả Quả, làm cho nó từ đầu đến cuối toàn thân không còn một sợi lông nào khô. Quả Quả kêu to, tựa như đang oán giận, nhưng sóng biển vẫn không có chút lưu tình cọ rửa thân thể nó, làm cho mắt nó không mở ra được, cũng chỉ có thể đáng thương dùng móng vuốt bám lấy vài cự thú ở dưới thân, đem thân thể nhỏ bé bởi vì bộ lồng dính nước mà co rút lại áp sát lên. Mặc dù nó đang nhắm mắt lại, nhưng Viên Minh sau khi lấy lại tâm thần, bắt đầu mượn thần thức lực quan sát bốn phía. Ngay trước người Quả Quả cách đó không xa, Tịch Ảnh đứng ở trên lưng cự thú, cả người có quang mang trắng nhạt bao phủ, ngăn cách tất cả nước biển nhào tới. Nhưng mỗi khi có sóng vỗ lên người, Tịch Ảnh sẽ hưng phấn hô to một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ nhảy nhót và chờ mong. Mà dưới chân của nàng và Quả Quả đúng là một con quái ngư hình thể khổng lồ dài mấy trượng, cả người phủ đầy lên phiếm rắn chắc màu xanh biếc, lưng bằng phẳng như thể một cái bàn dài, mỗi hai bên có 8 đôi chân, ngoại hình tựa như là quạt mỏng vậy. Quái ngư ở trên mặt biển nhảy xuyên qua, vây cá mạnh mẽ cuồn cuộn từng chùm sóng biển, thân thể khổng lồ đôi khi lặn xuống nước, đôi khi nhảy ra khỏi mặt biển, ngược lại làm cho hành khách ở trên lưng có một phen trải nghiệm thoải mái. Viên Minh thấy bốn phía đều là bầu trời xanh biếc, phỏng đoán Tịch Ảnh có lẽ đã rời khỏi Nam Cương đi tới một nơi nào đó ở Đông Hải. Chỉ tiếc Vọng Nguyệt Sơn Mạch cách Đông Hải quá xa xôi, truyền âm phù hoàn là cũng không dùng được. Không biết qua bao nhiêu lâu, quái ngư bốc lên ở trong biển tựa như thu hút sự chú ý của người khác. Trên bầu trời, một đạo lưu quang màu xanh bừng bỗng nhiên hiện lên, treo ở trên đỉnh đầu quái ngư. Nhưng mà tình hình này, Tịch Ảnh lại tựa như không thèm để ý, trực tiếp bắt pháp quyết vỗ một cái, làm quái ngư ở dưới chân dừng lại. Tiếu tiền bối, gia sư đang nóng này, ngài vẫn nên đi qua nhé một chút đi. Trước người quái ngư, một nữ tù mặc y phục màu xanh nhạt đạp pháp khí, chắp tay với Tịch Ảnh. Dù sao cũng có thời gian,
để cho nàng chờ thêm một chút cũng không sao. Tịch Ảnh khoát tay áo, vẻ mặt lạnh nhạt nói: Tiếu tiền bối. Nữ tử Lục Sam cười khổ, há miệng tựa như còn muốn khuyên bảo. Lúc này Quả Quả đột nhiên hữu khí vô lực kêu lên. Liễu mì của Tịch Ảnh nhíu lại, quay đầu bế Quả Quả tức giận nói: Bình thường nhìn thấy cá thì không chịu nổi, kết quả lúc này nằm sấp ở trên lưng cá mới biết công phu như vậy sao? Chơi trở về phạt ngay một tháng không được ăn cá. Nghe vậy Quả Quả lại kêu lên một tiếng, nhưng hiển nhiên không có ý tứ từ trong ngực của Tịch Ảnh đi xuống. Viên mình có thể bám vào người nó, ngược lại cảm nhận được suy nghĩ mơ hồ trong lòng nó. Hiển nhiên so với không được ăn cá thì Quả Quả vẫn càng thêm chán ghét bị dính nước. Tịch Ảnh nhét Quả Quả vào trong ngực, lại xua tan quái ngừ, tiếp theo lăng không trực tiếp bay đến bầu trời. Được rồi, ta đi qua, người cũng đuổi nhanh một chút đi. Vừa mới dứt lời, thân hình của nàng chợt lóe, tế xuất ra một cái pháp khí hổ lô dẫm lên, bay về hướng đông, không có chút ý tứ muốn chờ nữ tu Lục Sam. Nữ tu Lục Sam thấy vậy thì cũng chỉ có thể đành vội vàng thúc giục pháp khí ở dưới chân đi theo. Địa phương Tịch Ảnh muốn đi cũng không gần, thẳng tới khi hắc hương của Viên Minh thắp hết, phù thể chấm dứt mà nàng cũng chưa đi tới. Nhưng Viên Minh vốn là xác nhận tình huống của nàng, hiện giờ thấy nàng bình yên vô sự nên cũng không có gì phải lo lắng. Sau khi Viên Minh thu hồi suy nghĩ, tĩnh tâm lại, vứt bỏ tạp niệm, đầu nhập vào tu luyện, thời gian trong khoảnh khắc đã trôi qua 5 năm. Trong động phủ, linh lực dao động ở trên người Viên Minh đạt tới trình độ trúc cơ trung kỳ, khoảng cách tới đỉnh phong chỉ còn một tia. Dựa vào đan dược Sa Hạo lưu lại và tử huyền hương mà bản thân luyện chế, cùng với sau đó cơ duyên dùng linh thạch đổi lấy tụ linh pháp trận, Viên Minh ngày đêm không bỏ, từ hơn 4 năm trước đã đột phá trúc cơ trung kỳ thành công, cũng liên tục không ngừng được đan dược gia trì, pháp lực một đường đột nhiên mạnh tiến, không ngừng tiến lên hướng trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Ngoài ra dưới sự nuôi dưỡng của Thao Thiên Đỉnh, ngày tháng tích lũy đối với thần hồn, hơn nữa mỗi đêm tu luyện Minh Nguyệt Quyết, thần hồn của Viên Minh cũng tăng lên rất nhiều. Mà ngày hôm nay rốt cuộc hắn cũng sắp tới tầng thứ tư của Minh Nguyệt Quyết, sắp đột phá, hắn không dám có chút chậm trễ. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cây linh hương. Mấy năm này hắn thường lật xem tâm đắc tu luyện của đại trưởng lão, từ đó cảm ngộ ra rất nhiều. Trong tâm đắc có nhắc tới một loại đan dược có thể phụ trợ đột phá bình cảnh hồn tu. Viên Minh tuy không am hiểu luyện đan, nhưng thông qua phân tích nghiên cứu, hắn có thể tạo ra một cây linh hương có hiệu quả tương tự. Hương này có thể ổn định tâm cảnh của tu sĩ, xua tan tạp niệm, đồng thời cũng có thể thoáng tăng cường mức độ thần hồn. Không chỉ có thể phụ trợ hồn tu đột phá, đối với tu sĩ bình thường tu luyện cũng có chỗ tốt rất lớn. Viên Minh đặt tên cho hương này là dưỡng hồn hương. Cô có thể lên cửa hàng linh hương, nhưng hiện tại ngược lại không vội. Hắn thắp dưỡng hồn hương lên, theo khói chui vào mũi, hắn chợt cảm thấy trong đầu là một mảnh cảm giác mát mẻ. Tất cả chuyện vụn vặt đều bị ném ra sau đầu, tâm tình đối mặt với đột phá mà khẩn trương cũng dần dần bình tĩnh lại. Ngay sau đó, Viên Minh bắt đầu yên lặng vận chuyển Minh Quyệt Quyết. Hồn lực ở trong thức hải từng chút cuồn cuộn lên rất nhanh như sóng to gió lớn, cọ rửa thức hải của Viên Minh, đồng thời đồng loạt vọt tới hướng hư ảnh thần hồn ở giữa thức hải. Theo hồn lực tiến vào, thần hồn của Viên Minh dần dần bị lấp đầy, rất nhanh đã đạt tới giới hạn trên, nhưng hồn lực trong thức hải vẫn mãnh liệt như trước, không có chút ý tứ dừng lại. Rất nhanh, thần hồn của Viên Minh bành trướng, ngoại hình cũng không tự nhiên vặn vẹo. Viên Minh nhận thấy bên ngoài thần hồn của mình tựa như tồn tại một loại trói buộc nào đó không rõ ràng, cản trở nó tiến thêm một bước trưởng thành lớn mạnh. Nhưng đây cũng không phải là ngoại vật hại, mà là ước thúc tự nhiên của mỗi tu sĩ. Tâm đắc của đại trưởng lão nhắc tới điểm này, lão gọi nó là thần hồn liễu tỏa, là mấu chốt để hồn tu chân chính khác thường với tu sĩ bình thường. Mà bắt đầu từ việc đột phá đạo liễu tỏa này, tu luyện hồn tu cũng sẽ dần dần xa cách cùng với tu sĩ tu hành bình thường, cuối cùng hoàn toàn kéo dài khoảng cách. Trong thức hải, thần hồn của Viên Minh không nhìn ra bộ dáng ban đầu, nhưng mà đạo liễu tỏa trói buộc hắn vẫn tồn tại. Mặc cho Viên Minh vận chuyển Minh Nguyệt Quyết như thế nào thì vẫn không thể nào tránh thoát được. Dần dần hồn lực ở bên trong thức hải tiêu hao gần như không còn, sóng biển cuồn cuộn cũng dần dần bình ổn. Trong lòng Viên Minh hiện lên một tia lo lắng, mặc dù rất nhanh
dưỡng hồn hương trấn an dần dần bình ổn lại, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật đột phá sắp bị thất bại. Nhưng đúng lúc này, trên cánh tay của Viên Minh, dấu ấn của Thao Thiên Đỉnh sáng lên, dòng nhiệt quen thuộc lại xuất hiện, vọt từ hướng thức hải của Viên Minh. Nhưng lần này, khi luồng ấm áp kia vọt đến thức hải, Viên Minh phát hiện hư ảnh thần hồn của mình đột nhiên xuất hiện thêm một đạo hư ảnh Thao Thiên Đỉnh. Hắn còn chưa rõ đây là chuyện gì xảy ra, thì tiếp theo, thấy hư ảnh của Thao Thiên Đỉnh hùng hằng va chạm vào thần hồn của Viên Minh. Trong khoảnh khắc, mi tâm của Viên Minh truyền đến một cỗ đau đớn, làm tinh thần của hắn hoảng hốt. Còn chưa lấy lại tinh thần thì lại nghe thức hải vang lên một tiếng nổ lớn. Đúng là hư ảnh của Thao Thiên Đỉnh lại một lần nữa va chạm vào thần hồn. Dưới sự va chạm mãnh liệt, hư ảnh Thao Thiên Đỉnh và hư ảnh thần hồn đều có thêm từng vết nứt rất nhỏ. Thần hồn bị hao tổn, đầu óc của Viên Minh cũng bởi vậy mà choáng váng. Minh Nguyệt Quyết vận chuyển cũng bởi vậy mà dừng lại một khoảnh khắc. Nhưng trong khoảnh khắc này, hư ảnh của Thao Thiên Đỉnh lần thứ ba va chạm vào thần hồn, hoàn toàn đem cả hai đều đụng thành mảnh nhỏ. Nhất thời Viên Minh cảm giác trước mắt tối sầm lại, cả người lâm vào hôn mê bất tỉnh. Mặc dù hắn đã mất đi ý thức, nhưng lại hoàn thành bước cuối cùng đột phá liễu tỏa. Hồn lực lúc trước tràn vào bên trong thần hồn trói buộc, nhưng cũng không bởi vậy mà tán loạn, ngược lại tự chủ vận chuyển, đều hút vào mảnh vụn Thao Thiên Đỉnh và mảnh vỡ thần hồn. Tiếp theo lại nhanh chóng ngưng kết biến hình, dần dần hóa thành bộ dáng hình người. Toàn bộ quá trình giống như tiểu nhân đất nung bị bóp nát, đập nát, lại trộn lẫn vào với bùn nhão, tạo thành hình. Hư ảnh của thần hồn vừa mới sinh ra so với lúc trước thì càng thêm ngưng thật. Mặc dù khoảng cách hoàn toàn thành hình còn kém rất xa, nhưng đã có một tia dấu hiệu hóa thành thực thể. Trong động phủ, không biết qua bao nhiêu lâu, Viên Minh ôm đầu ngồi dậy, nhớ tới trải nghiệm vừa rồi, lập tức lo lắng nhìn thức hải, muốn xem xét tình huống hiện giờ. Khi hắn nhìn thấy đạo hư ảnh màu vàng nhạt ở giữa thức hải có chút ngưng thật, hiện lên vẻ sửng sốt, tiếp theo lại mừng rỡ hẳn lên. Hắn lập tức thả ra hồn nha, quả nhiên số lượng hồn nha hắn có thể khống chế lại có thêm 2 con, mà phạm vi đi xa cũng được gia tăng, đạt tới 40 dặm. Ngoài ra hồn nha của hắn cũng thức tỉnh năng lực mới tên là Nha Minh, có thể phát ra thần hồn âm ba công kích địch nhân. Chương 300, Nguyện lực. Viên Minh lệnh cho Hoa Chi từ phụ cận bắt một con yêu thú trở về làm một phen thí nghiệm. Phát hiện hồn nha phóng ra, Nha Minh có thể làm cho thần hồn địch nhân chấn động, làm cho ý thức ngốc trệ, thêm thân thể cứng ngắc, trải qua một đoạn thời gian ngắn mới có thể khôi phục. Ngoài ra trong quá trình tu luyện lúc trước, hắn cũng đã sơ bộ tu luyện hoàn thành cảnh giới đầu tiên kính hòa của mộng điệp huyễn thuật. Hiện giờ thông qua kết hợp với hồn nhà thi triển, có thể thần không biết quỷ không hay khiến cho địch nhân lâm vào huyễn cảnh. Như vậy ngược lại kéo dài phạm vi Viên Minh có thể thi triển huyễn thuật, điều này làm hắn hưng phấn không thôi. Viên Minh thu hồi hồn nhà, đang định thử năng lực hồn tu khác thì lại đột nhiên phát hiện ra ấn ký Thao Thiên Đỉnh ở trên cánh tay của mình có chút nóng lên. Tâm niệm của hắn vừa động, gọi ra Thao Thiên Đỉnh. Thao Thiên Đỉnh vừa xuất hiện, hắn phát hiện mình và Thao Thiên Đỉnh liên hệ sâu hơn rất nhiều. Trong không khí mơ hồ có từng đợt lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, cúc chìm vào bên trong Thao Thiên Đỉnh. Đây là cái gì? Viên Minh lộ vẻ kinh ngạc. Cảm ơn cỗ vô hình lực này, rất nhanh có chỗ phát hiện. Cũng vô hình lực này và thần thức có 7 phần tương tự, lại có chút bất đồng. Hắn lộ ra vẻ trầm ngâm, cầm Thao Thiên Đỉnh trong tay, tập trung tinh thần thử cảm ứng. Thao Thiên Đỉnh bên trong ông một tiếng khẽ minh, xung quanh hiện ra một tầng cấm chế phù văn kim sắc, lại ngăn cách thần thức của hắn ở bên ngoài, không thể nào đi tới. Lúc trước Viên Minh còn ở Nam Cương thử luyện hóa Thao Thiên Đỉnh, gặp phải tầng cấm chế màu vàng này. Lần đó hắn bị hung hăng đánh bay, lúc này phản ứng của cấm chế kim sắc không mãnh liệt như trước. Trong lòng của hắn mừng thầm, xem ra theo Minh Nguyệt Quyết từ trước đến nay liên hệ với Thao Thiên Đỉnh cũng càng sâu sắc hơn. Phản kháng của cái đỉnh này càng ngày càng yếu, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn hoàn toàn khống chế. Viên Minh nhắm mắt cảm ứng hội tụ vô hình lực, rất nhanh lại lộ ra kinh ngạc. Thần thức của hắn và vô hình lực hội tụ va chạm hấp thu nó một chút, cũng có chút thụ dụng. Những vô hình lực có thể hấp thu, xem ra nó cùng thuộc tính với thần thức lực.
Trước kia mỗi một lần thần hồn gặp phải vết thương từ trong lưu hương tuôn ra nhiệt lưu, hẳn là chính là vô hình lực của Thao Thiên Đình thu thập được. Viên Minh bừng tỉnh đại ngộ. Đáng tiếc chung quanh Thao Thiên Đình có cấm chế kim sắc, hắn không thể nào thẩm thấu vào đến mức có thể điều động cỗ lực lượng này, chỉ sợ còn có khoảng cách. Viên Minh buông Thao Thiên Đình xuống, hồi tưởng lại danh tự đình này mà Tịch Ảnh nói cho mình biết. Cô không biết nàng có hiểu rõ đối với cỗ lực lượng này hay không. Hắn lấy ra truyền tuyên phù Tịch Ảnh lưu lại, muốn truyền âm hỏi thăm, nhưng suy nghĩ một chút thì vẫn là lưu nó lại. Hắn ở động phủ bế quan đã 5 năm rồi, chuyên tâm bế quan tu luyện, không chỉ rất ít khi liên hệ với ngoại giới, mà ngay cả Hắc Hương cũng rất ít vận dụng. Không biết Tịch Ảnh hiện tại đang ở nơi nào. Trong lúc suy nghĩ, hắn lại nghĩ đến phụ mẫu trong nhà, nhiều năm không gặp, không biết tối nay như thế nào. Hắn lấy ra một cây hắc hương cắm vào bên trong đỉnh, đang chuẩn bị phụ thể phụ thân để kiểm tra tình huống, lại bỗng nhiên cảm thấy trên hắc hương cũng mơ hồ quấn quẩn có một cỗ lực lượng vô hình lúc trước, chỉ là có chút mỏng manh. Hắc hương cũng có cỗ lực lượng này sao? Việt Minh lẩm bẩm nói, suy nghĩ một chút rồi lấy ra hắc hương nguyên bản duy nhất còn lại. Trên hắc hương nguyên bản quả nhiên cũng có cỗ vô hình lực kia, hơn nữa cực kỳ nồng đậm, thậm chí cho hắn một loại cảm giác nhớt dệt. Viên Minh tựa như nghĩ tới cái gì đó, lại lấy ra cho hương để chế hương dùng, phát hiện phía trên quả nhiên cũng có lực lượng vô hình bao phủ. Thì ra là như thế. Viên Minh bừng tỉnh đại ngộ cười lớn, hắn đã sớm hoài nghi thần thông hắc hương phụ thể là lực lượng đặc thù nào đó ở bên trong cho hương. Cỗ lực lượng kia càng nhiều thì hiệu quả phụ thể cũng càng tốt. Hiện tại xem ra quả nhiên là như thế. Trong mùi cho hương, lực lượng này nghi ngờ đến từ ước nguyện của chúng sinh dùng bái. Viên Minh quyết định đặt tên lực lượng này là nguyện lực. Đối với nguyện lực này, hắn nghiên cứu còn rất nông cạn, nhất thời cũng mò mẫm không ra cái gì, nên tạm thời buông xuống tâm tư, thắp hắc hương phụ thể phụ thân. Bấy giờ phụ thân tựa như ngồi xếp bằng trong một cái gian tĩnh thất tu luyện, hơn nữa từ linh lực vận chuyển cho cơ thể ông bà xem, cũng từ luyện khí tầng 7 tiến dài đến luyện khí tầng 9, xem như tiến vào luyện khí hậu kỳ. Viên Minh nhận thấy được điểm này, nhất thời cảm thấy vui vẻ. Nếu phụ thân có thể thêm một chút cơ duyên, tiến dài trúc cơ cũng không phải là không có khả năng. Nhưng hắn tiếp tục nghĩ lại, mẫu thân hắn cũng không có thiên phú tu luyện, hiện giờ mình và phụ thân đều được trưởng sinh, sao có thể được một mình mẫu thân một mình. Hắn hạ quyết tâm trong lòng, về sau nếu có cơ hội, phải tìm chút đan dược tăng thọ nguyên dành riêng đưa cho mẫu thần. Đối với tu luyện, phụ thần vô cùng dụng tâm, tâm tư cũng không nhanh không chậm, thẳng đến khi Viên Minh phụ thể chấm dứt, ông cũng không có rời khỏi tịnh thất. Điều này cũng chứng thực từ bên cạnh căn bản không có chuyện gì xảy ra, khiến Viên Minh thoáng an tâm. Sau khi Viên Minh trở về, vốn định tiếp tục nhắm mắt điều tức thì Kim Cương gần đây vẫn ở trong núi linh thú tu luyện, cũng đã ăn sạch hết đồng bì đan lấy được từ chỗ của Liễu Tô, hiện giờ cũng chỉ có thể thông qua phương thức tu luyện bình thường. Theo linh trí của Kim Cương dần dần được đề cao, công pháp tu luyện ghi chép lại, Viên Minh lấy ra sắp xem thì phát hiện Kim Cương tu luyện công pháp thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trước đó Viên Minh cũng thu thập vài tin tức về thể tu, biết công pháp thể tu ở Trung Nguyên cơ bản là từ ngoại hướng vào nội, trước tiên tu luyện là da thịt, sau đó là rèn luyện gân cốt, cuối cùng là lục phủ ngũ tạng. Nhưng mà Kim Cương cho hắn công pháp thể tu bắt đầu chính là trực tiếp rèn luyện phủ tạng, hơn nữa phương thức dị thường thô bạo. Yêu thú chỉ chứa thân thể thiên phú dị bẩm, còn đối với tu sĩ tầm thường mà nói thì căn bản không thể nào tu luyện được. Hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời dập tắt ý nghĩ về thể tu, vốn định chờ sau này tìm được công pháp thể tu chính quy rồi nói sau. Thần sắc đột nhiên vừa động, từ trong ngực lấy ra một tấm truyền thiên phù, xoẹt một âm thanh vỡ vụn từ bên trong đó truyền ra. Là chuyện bên cửa hàng Linh Hương, có một khách nhân muốn bàn chuyện làm ăn lớn, muốn thương lượng cùng với lão bản, nên hắn không thể nào cự tuyệt. Minh Nguyệt Quyết của Viên Minh vừa đột phá, hồn lực còn chưa hoàn toàn vững chắc. Hắn vốn không muốn chấm dứt bế quan, nhưng bởi vì trước kia quá mức lạc quan dự đoán, nên hiện giờ tuyết tinh đan đã ăn sạch, 10 vạn linh thạch trước kia đều đã tiêu hao hết.
ngồi không thì cũng không phải là có biện pháp. Tu vi càng cao thì càng cần đan dược. Kế tiếp, nếu muốn duy trì tốc độ tu luyện cao để tiến tới trạng thái lại đột phá trúc cơ hậu kỳ thì cần một số linh thạch lớn. Linh hương của cửa hàng làm ăn lớn cũng không thể từ bỏ. Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì lưu lại Hoa Trì và Lôi Vũ canh giữ ở động phủ, rồi rời khỏi động phủ đi Vọng Nguyệt Thành. Cô không biết lần này đối phương là ai, ta đã bảo Hồ Đồ toàn quyền xử lý việc cửa hàng, có chuyện gì nhất định phải thương nghị cùng với ta chứ, chẳng lẽ người tới không có ý tốt sao? Viên Minh vốn rất kỳ quái, đối với người này mãnh liệt yêu cầu cùng với thương lượng, hiện giờ càng lúc càng tiếp cận cửa hàng, thì trong lòng bỗng nhiên hiện lên một loại ý niệm trong đầu, làm hắn theo bản năng dừng bước. Sau khi hơi trầm ngâm, hắn thả ra một con hồn nha, trốn vào dưới lòng đất thành trì, ẩn đi tới hướng cửa hàng linh hương. Sau khi Minh Nguyệt Quyết đột phá tầng thứ tư, hồn nhà cũng tăng lên về mặt tiến hóa hình thể, hiện giờ đã có thể hoàn toàn hư hóa, xuyên qua dưới lòng đất. Rất nhanh, đi tới cửa hàng linh hương, ngoại trừ đường không có người, chỉ có Mộc Dương ở quầy, thì hồn nhà từ dưới lòng đất lẻn vào nội đường, ở một góc đường ẩn nấp ló ra nửa cái đầu. Trong nội đường, Hồ Đồ đang nói chuyện cùng một lão giả áo xám. Bộ dáng nói chuyện rất vui vẻ, hẳn là khách nhân đưa ra danh tiếng, muốn thương lượng cùng với mình. Chờ sau khi thấy rõ dung mạo của người này, động từ của Viên Minh chợt có rút lại, người tới không phải là người khác, chính là Tả Khinh Huy. Làm sao lão lại tới nơi này? Tả Khinh Huy thân là tu sĩ Trường Xuân Quan, vẫn là tồn tại kết đan từ sau khi kết giao ở Thiên Hương đấu giá hội. Viên Minh vẫn duy trì cảnh giác cao độ đối với người này. Nếu chỉ là ở Vọng Nguyệt Thành ngẫu nhiên gặp, Tả Khinh Huy hẳn là sẽ báo lên tên tuổi. Hiện giờ che giấu như vậy, còn đưa ra muốn mua rất nhiều linh hương, thì chỉ sợ người tới bất thiện. Viên Minh suy nghĩ kỹ, rồi lập tức trở về động phủ, để Hoa Trì và Lôi Vũ rời khỏi động phủ cảnh giới. Sau đó hắn lại lấy ra thanh đồng lôi văn trận bố trí ở chung quanh động phủ, cùng với ngũ hành huyễn diệt trận, đan sen cùng một chỗ. Làm xong những thứ này, Viên Minh dùng tàng nguyên thuật áp chế tù vi đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, một lần nữa đi tới Vọng Nguyệt Thành, trực tiếp tiến vào cửa hàng linh hương. Có khách muốn mua linh hương sao? Là Tả tiên bối. Vẻ mặt của Viên Minh kinh ngạc. Viên tiểu hữu, thật sự đã lâu không gặp. Tả Khinh Huy khẽ cười nói. Biểu tình của Viên Minh bình thản, không có chút ngoài ý muốn nào. Hắn sử dụng tiên thật ở Vọng Nguyệt Thành, Tả Khinh Huy hơi thăm dò ra là có thể biết được. Hồ Đồ ở một bên nghe Viên Minh phun ra hai chữ tiền bối, sau đó mới sững sờ. Gã biết Viên Minh đã là tu vi trúc cơ, vị khách nhân này chẳng lẽ là tồn tại kết đan? Nghĩ từ đây, Hồ Đồ vội vàng tìm lý do thức thời rời đi. Tả tiền bối, trước kia ta xuất phát từ bất đắc dĩ mới khiêu chiến của quốc sư, vì danh vọng của Trường Xuân Quan cho nên dùng giả danh khiêm tốn làm việc tốt, kính xin tiền bối đừng trách. Viên Minh rất nhanh khôi phục như thường, chắp tay nói. Không, không sao, đó đều là chuyện của quá khứ rồi. Tiểu hữu tầm tử kín đáo, sát phạt quyết đoán, lại chu sát bổ chính thành, lập kỳ công cho tu tiên giới Đại Tấn ta. Đệ tử trẻ tuổi của Đại Tấn ta ít có người sánh kịp. Tả Khinh Huy chợt cười. Tiền bối quá khen. Lời này của Tả Khinh Huy tựa như có ý kiến khác. Viên Minh âm thầm cân nhắc. Vì sao viên tiểu hữu đang phát triển linh hương ở bên trong tiểu hồ thành thì lại đột nhiên bỏ đi, chạy tới Vọng Nguyệt Thành này vậy? Tạ Khinh Huy nhìn chung quanh hỏi. Loại vật linh hương này không thể so được với đan dược, linh tài và các loại vật phẩm khác. Cô không phải là vật tu sĩ cần thiết. Cô chỉ có một phần người thân gia phong phú muốn mua một cây hiếm lạ. Sinh ý ở tiểu hồ thành kỳ thật đã không làm tốt. Nếu tiếp tục mở nữa, thật sự là không kiếm được cái gì. Viên Minh nói vậy. À, không thể tưởng tượng được. Viên tiểu hữu ngoại trừ thực lực rất cao, buôn bán cũng có ánh mắt độc đáo. Xem ra ta là không nhìn lầm ngươi. Tạ Khinh Huy cười lớn nói. Tiền bối nói lời này là có ý gì? Viên Minh nghe vậy thì hơi ngẩn ra. Thật không giấu giếm, lần này ta tới đây là có một chuyện cần thương nghị cùng với viên tiểu hữu. Tạ Khinh Huy ngồi xuống ghế bên cạnh, vất tay mở ra một cái giới cách âm, thản nhiên nói. Tiền bối có việc xin nói.
Viên Minh nhìn thấy bộ dáng này của Tạ Khinh Huy, tâm tư dần dần căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn là một bộ dáng hồn nhiên. Luyện chế linh hương chỉ là chuyện nhỏ, ta đến đây là muốn nhắc lại chuyện cũ đối với người. Còn nhớ rõ lần trước đề nghị của ta không? Tạ Khinh Huy tươi cười càng thêm thân thiện nói vậy. Chương 301, không thể lui. Tiền bối nói là đầu nhập dưới trướng của ngài. Thật xin lỗi, Viên mỗ không có chí lớn, thích cuộc sống tự do tự tại, chỉ sợ sẽ một lần nữa cô phụ ý tốt của ngài. Viên Minh lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt. Không biết bao nhiêu tán tù muốn gia nhập Trường Xuân Quan, ngươi lại 5 lần 7 lượt cự tuyệt. Không hổ là thiên tài trúc cơ tu sĩ của Lôi Châu. Bồ Chính Thành, Cổ Thu Long và Hứa Trường Thanh đều chết trong tay người, cũng không tính là gì. Tạ Khinh Huy nghe vậy thì hời hợt nói ra một câu kinh thiên chỉ ngữ. Viên Minh đột nhiên nghe thấy lời này, tâm thầm chấn động, lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh. Nhưng sự khác thường lóe lên biến mất này đã bị Tạ Khinh Huy nhìn thấy. Việc ngươi làm tuy rằng bí mật nhưng luôn có dấu vết để lần theo. Chỉ cần cẩn thận điều tra và hơi phỏng đoán, Chân Linh Tông và Quảng Lợi Tán mình có rất nhiều manh mối có thể tra ra. Tạ Khinh Huy thản nhiên nói. Sắc mặt của Viên Minh không thay đổi nhưng nội tâm lại trầm xuống. Sau khi hắn đi tới Tiểu Hồ Thành thì vẫn cẩn thận, duy nhất lộ ra một chút sơ hở cũng chỉ có thể giả mạo đệ tử Hứa Trường Thanh đi Quảng Lợi Tán mình nhận tiền vi phạm hợp đồng, cùng với đi Chân Linh Tông ấp trứng dược điều. Tạ Khinh Huy vừa mở miệng đã nhắc tới hai địa phương này, xem ra đã trà xét ra 7-8 phần. Ta không biết tiền bối nói cái này là có ý gì. Bồ Chính Thành kia đúng là ta giết, nhưng Hứa Trường Thanh và Cổ Thu Long là người nào, ta cũng chưa từng nghe nói qua. Viên Minh tự nhiên một mực phủ nhận. Vạn nhất Tạ Khinh Huy dùng pháp khí ghi lại đối thoại với hai người, tội danh của hắn có thể đóng đinh, hoàn toàn chắc chắn. Chỉ là đối với ý đồ của Tạ Khinh Huy, Viên Minh cũng có chút hồ đồ. Lấy tù vi kết đan của đối phương, nếu là đến bắt mình thì đã sớm nên đến động phủ rồi, vì sao còn một mực nói chuyện phiếm với mình chứ? Chuyện cho tới bây giờ Tiểu Hữu cũng không cần phải ra vẻ như vậy đi, người cũng không cần lo lắng nữa. Tả Mỗ và Hứa Trường Thanh kia cũng không có quan hệ gì. Nếu người nguyện ý trả giá để ta thay người chơi việc này thì cũng chưa chắc là không thể. Tạ Khinh Huy gõ nhẹ lên bàn bên cạnh, môi khẽ động truyền âm nói. Không biết Tạ tiền bối đến cuối cùng là muốn tại hạ làm cái gì? Viên Minh hơi im lặng, truyền âm trả lời. Gần đây ta cần một khoản linh thạch, người đưa thu nhập mấy năm nay của Huyền Hóa Linh Hương cùng với tiền treo thưởng Bồ Chính Thanh cho ta. Ta thay người đi che chuyện này, để cái chết của Hứa Trường Thanh đến trên đầu Bồ Chính Thanh. Lời đều đã nói ra, Tạ Khinh Huy cũng không che giấu nữa, trực tiếp nói. Viên Minh nghe vậy thì trong lòng có chút buông lòng. Từ chỗ của Sa Hạo hắn lấy được 10 vạn linh thạch, tuy rằng cơ bản tiêu hao gần như không còn, nhưng mấy năm này cửa hàng coi như có chút thu nhập, trừ bỏ luyện khí hao tổn còn lưu lại. Nếu là đối phương chỉ muốn chút linh thạch, bản thân cắn răng chắp vá cũng có thể gom lại một chút, làm một cái giao dịch. Mấy năm này ta tu luyện tiêu tốn không ít, suy nghĩ linh hương ở Vọng Nguyệt Thành cũng bình thường, cho ta chút thời gian hẳn là có thể gom góp ra 3 vạn 5 ngàn linh thạch. Viên Bình nói. Trong vòng 3 ngày 5 vạn linh thạch. Tạ Khinh Huy nhíu mày, dùng giọng điệu không thể cự tuyệt nói. Viên Bình thầm tính toán trong lòng, muốn lập tức rời khỏi Vọng Nguyệt Thành, nhưng ngay lúc này hai đạo kim quang từ đối diện của hắn bắn ra, lại là một chỉ hư điểm của Tạ Khinh Huy. Sắc mặt của Viên Minh đột nhiên biến đổi, vội vàng tránh về phía sau, nhưng đã không còn kịp. Một đạo kim quang đánh vào cánh tay phải của hắn, chợt lóe lên rồi biến mất. Viên Minh vội vàng kiểm tra cánh tay, phía trên cũng không có vết thương, kim quang tựa như dung nhập vào thân thể của hắn vậy. Tạ tiền bối, người đây là có ý gì? Viên Minh trầm giọng nói. Tiểu Hữu cần gì phải tức giận, chỉ là để một ấn ký pháp lực ở trong cơ thể người mà thôi. Tạ Khinh Huy thu hồi ngón tay thản nhiên nói. Sắc mặt của Viên Minh trong khoảnh khắc trở nên khó coi, vận thần thức ở cánh tay phải cùng với thân thể các nơi nhanh chóng dò xét, nhưng cái gì cũng không phát hiện ra được. Ta đã đáp ứng cho người linh thạch, Tạ tiền bối vì sao còn làm như vậy? Hắn biết không tiện chất vấn Tạ Khinh Huy, nên đè tức giận trong lòng mà hỏi.
Huyền tiểu hữu, đây là biết rõ còn hỏi. Ngươi và ta bây giờ đã là một thể. Ta làm như vậy là vì củng cố mối quan hệ giữa ngươi và ta, thuận tiện sau này ở chung. Tạ Khinh Huy cười lớn nói. Ngày sau ở chung? Viên Minh nhíu mày. Đương nhiên, ngươi sẽ không cho rằng trong Trường Xuân Quan điều tra cái chết của Hứa Trường Thanh chỉ có một mình ta chứ. Có rất nhiều người đều chú ý việc này. Muốn giấu giếm lâu dài thì ta cần chuẩn bị một chút từ trên xuống dưới. Như vậy đi, sau này lợi nhuận của cửa hàng Linh Hương này, ngươi và ta chia 37. Vấn đề Trường Xuân Quan bên kia, ta sẽ thay ngươi xử lý thỏa đáng. Bao người bình yên vô sự. Tạ Khinh Huy đắc ý nói. Viên Minh dường như tức giận, nhìn khuôn mặt già nua của Tạ Khinh Huy, không nhịn được mà sinh ra xúc động, muốn đấm cho vỡ mồm. Hứa Trường Thành chỉ là một tu sĩ trúc cơ bình thường ở Trường Xuân Quan. Phái Tạ Khinh Huy kết đan điều tra nguyên nhân cái chết đã là khuấy động rồi, làm sao có thể phái người khác được đây? Tạ Khinh Huy này rõ ràng là vì coi trọng lợi ích của Linh Hương, vì cầu tài tham lam không đủ, tống tiền hắn 5 vạn linh thạch còn ngại, còn muốn tiếp tục vất kiệt thu nhập tương lai của huyền hóa Linh Hương, hiển nhiên là muốn trường kỳ tống tiền bản thân hắn. Mặt khác, thực lực của hai người ở trong cửa hàng này người quá kém, đến tất phải bảo vệ an toàn của cửa hàng Linh Hương, ta sẽ phái hai đệ tử tới hỗ trợ. Không cần cảm tạ, ta giúp người cũng là giúp ta mà. Tạ Khinh Huy đứng dậy, chắp hai tay đi một vòng trong nội đường, giống như đang kiểm tra sản nghiệp của mình vậy. Bấy giờ Viên Minh đưa lưng về phía Tạ Khinh Huy, ánh mắt trong khoảnh khắc trở nên âm lệ vô cùng. Hắn đã lui, thế nhưng Tạ Khinh Huy từng bước ép sát, còn muốn trực tiếp phái người tới giám thị hắn. Viên Minh khẽ thở ra một hơi, ánh mắt rất nhanh trở nên bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Được thôi, nhưng Tả tiền bối cần lấy tâm ba thể, không đem chuyện của Hứa Trường Thành nói cho người thứ ba. Hắn thở dài thỏa hiệp nói. Tạ Khinh Huy thấy Viên Minh nhượng bộ thì trong lòng âm thầm đắc ý, lúc này mới giơ tay thề. Nếu đã đạt thành hiệp nghị, kính xin tiền bối ở đây chờ một chút, ta đi rồi trở về. Viên Minh nói. Không phải cho người 3 ngày sao? Như thế nào, bây giờ người có thể xuất ra linh thạch sao? Tạ Khinh Huy nhíu mày hỏi. Nếu tiền bối cần linh thạch khẩn cấp, tại hạ vừa mới tính toán một chút. Trong động phủ của ta còn có một vài tài liệu luyện khí, pháp khí. Ta đi mang ra lấy cho tiền bối xem. Nếu tiền bối muốn đổi thành linh thạch, thì ta cũng có thể lập tức tìm địa phương đổi. Viên Minh nói vậy. Nghe tiểu tử tên hồ đồ kia vừa nói, ngươi một mực ở trong Vọng Nguyệt Sơn Mạch ở bên ngoài thành tu luyện. Ta đi với người, trong tay Tả Mỗ vừa vặn có một bộ pháp trận lợi hại, có thể bố trí quanh động phủ của ngươi tăng cường phòng ngự. Tạ Khinh Huy từ chối cho ý kiến, nhìn Viên Minh một cái, rồi đứng dậy nói. Viên Minh không nói gì mà đi ra ngoài. Hai người rất nhanh đi ra khỏi Vọng Nguyệt Thành, đi tới chỗ động phủ của Viên Minh. Viên Minh đã sớm dừng ngũ hành huyễn diệt trận lại, cũng đều đến trạng thái tĩnh lặng. Đại môn của động phủ lộ ra, hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tạ Khinh Huy tản ra thần thức, chỉ ở động phủ chung quanh cảm ứng được khí tức trận pháp yếu ớt, nên yên tâm đi vào. Chỗ động phủ này của ngươi nhìn không tệ, nhưng pháp trận bố trí quá đơn sơ, ta đến giúp ngươi một tay. Tạ Khinh Huy nói xong thì đi lại khắp động phủ. Viên Minh không nói gì mà trầm mặc đi về phía mật thất tu luyện, đi ngang qua ngoài dược viên. Tạ Khinh Huy nhìn thấy có rất nhiều linh thảo trong dược viên thì dừng bước. Linh thảo khác lão cũng không để ý, nhưng khi nhìn thấy Phong Huyền Hòa, ánh mắt nhất thời sáng lên, lực chú ý từ trên người Viên Minh rời đi. Viên Minh lập tức vận khởi pháp lực, rót vào bên trong chữ vật giới chỉ, thúc giục 5 lá lệnh kỳ ngũ hành huyễn diệt trận. Tiếng gầm vang vọng, trong động phủ bất ngờ xuất hiện xích lục, hoàng lam kim sắc, ngũ sắc quang mang, nhanh chóng trở nên nồng đậm. Tạ Khinh Huy cả kinh, bất ngờ nhìn về phía sau, nơi đó trống rỗng, thân ảnh của Viên Minh đã bay ra ngoài, đi thẳng ra khỏi động phủ. Tiểu tử, muốn chết! Tạ Khinh Huy giận dữ, vật tay áo vung lên, một thanh kim xích dài hơn 2 thước bắn ra, mặt trên phủ đầy điểm sáng màu bạc như sao, tản mát ra linh lực dao động kinh người, hơn xa bất kỳ pháp khí cực phẩm nào. Kim xích như điện bắn về phía sau Viên Minh, trong khoảnh khắc tiếp cận,
Pháp bảo. Đồng tử của Viên Minh còn rút lại, hai tay lập tức dương về phía sau. Long lân thuẫn bài cùng với một mặt thuẫn màu đen giống như mai rùa bay ra ngoài, chắn ở phía sau hắn. Trong lâm lâm này, trình độ luyện khí của Viên Minh đã tinh tiến không ít, ngẫu nhiên có thể luyện chế ra pháp khí thượng phẩm. Mặt hắc sắc hộ thuẫn kia là một kiện luyện khí thành quả tốt nhất của hắn. Lực phòng ngự tuy rằng không bằng Long lân thuẫn, nhưng cũng không kém quá nhiều. Nhưng hắn cũng rõ ràng, chỉ bằng hai kiện pháp khí thượng phẩm không có khả năng ngăn cản pháp bảo công kích. Hai tay của hắn duỗi ra phía sau, kim sắc đội giáp cũng rời thể bay ra, nghênh đón pháp bảo kim xích phía sau. Viên Minh không dừng tay, ngân quang châu, phi kiếm kịch độc màu xanh, đoàn kiếm màu đen, hàn tinh kiếm và các pháp khí thu được từ chỗ của Sa Hạo cũng từ bên trong tay áo của hắn bắn ra, từ bốn phương tám hướng đánh tới hướng Tà Kinh Huy. Châu chấu đã xẻ, quả thực buồn cười. Tà Kinh Huy lộ vẻ lạnh lẽo, bật phát quyết. Kiếm xích pháp bảo đột nhiên phân hóa ra 7-8 đạo xích ảnh, nghênh đón các vật ngân quang châu. Rắc một tiếng vang nhẹ, xích ảnh trực tiếp chém ngân quang châu thành hai nửa, tất cả linh lực đều tản ra. Pháp khí khác cũng giống như lấy trứng chọi đá, cùng với kiếm xích vừa chạm đã vỡ vụn. Bàn thể của kiếm xích pháp bảo cũng đánh vào hai mặt thuẫn bài, dễ dàng xuyên qua, đánh vào nội giáp kim sắc. Nội giáp cũng bị phốc một tiếng xuyên thủng, nhưng dù sao vật này cũng là pháp khí cực phẩm. Tốc độ pháp bảo của kim xích thoáng chậm lại vài phần. Viên Minh đối với một đám pháp khí bị hủy không có chút ý tứ thương tiếc nào. Tay vỗ lên túi linh thú bên hông, một đạo bạch ảnh hiện ra. Thân ảnh của Bạch Viên đã hóa thành trạng thái bốn tay, trong tay là phục địa sử, quang mang phóng đại, hùng hăng đánh về phía pháp bảo kim xích, mang theo một đạo hình quạt màu vàng liên tục. Một tiếng nổ lớn vang lên, phục địa sử bạo liệt ra, hóa thành vô số mảnh vỡ vụn. Phương hướng kiểm xích pháp bảo cũng hơi lệch, đâm vào một cánh tay vượn của Bạch Viên, dễ dàng đâm thùng khải giáp ở trên người của nó, sau đó còn xuyên qua cánh tay. Hai mắt của Kim Cương nổi lên huyết sắc, phát ra một tiếng giống điên cuồng. Hai cánh tay mới sinh nhanh nhất thiểm điện duỗi tới, mang theo từng đạo tàn ảnh đánh về phía pháp bảo kiểm xích. Nhưng chỉ thấy hai nắm tay hoàn toàn biến thành màu vàng này, nơi đi qua hư không phát ra tiếng nổ vàng như sấm rền, hùng hăng đánh vào pháp bảo kim xích. Một tiếng nổ lớn hơn vang lên, pháp bảo kim xích rút cuộc bị đánh bay. Xương cốt của hai quyền của Bạch Viên vỡ vụn, thân hình cao lớn bay ngược về phía sau. Viên Minh lắc lư phất tay áo, phát ra một cỗ lục quang cuốn lấy Bạch Viên, thu nó vào túi linh thú. Cùng lúc đó, ngũ sắc quang mang ở chung quanh chợt trở nên lồng đậm, vô số hỏa diễm, cự mộc, sơn thạch vân vân hiện ra bao phủ tất cả. Chương 302. Ngươi là hồn tu. Toàn thân Tả Khinh Huy bị tầng lưu quang màu vàng bao bọc, thân hình nhẹ nhàng bay lên, bay về phía Viên Minh, dễ dàng phá vỡ ngọn lửa phía trước, cự mộc và linh quang hư ảnh. Nhưng mà lão cũng vừa mới bay ra không được mấy trượng thì hoàn cảnh trước mắt đột nhiên hoa lên, thân ảnh trống rỗng trở về chỗ cũ. Trong mắt Tả Khinh Huy hiện lên một tia kinh ngạc, một tay ở trước ngực khởi bắt quyết. Quanh thân nhất thời kim quang đại thịnh, cả người tựa như hoàng kim đúc thành, hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng về phía bên kia, tốc độ nhanh tức kinh người. Nhưng lão đi nhanh thì lại trở về nhanh hơn, dường như ngay sau khi lão bay ra thì trước mắt hoa lên đã trở về tại chỗ. Thân sắc của Tạ Khinh Huy ngưng trọng hẳn lên, pháp trận bố trí ở động phủ này không thể đơn giản, tựa như có thể dịch chuyển thân hình của lão, hoặc là huyễn thuật mà lão cũng không cách nào liếc mắt một cái là nhìn ra. Nói tóm lại là không thể khinh thường. Bấy giờ Viên Minh đã nhân cơ hội chạy ra ngoài động phủ, trong lòng không thể thở phào nhẹ nhõm. Cùng một tu sĩ kết đan sơ kỳ cẩn thận tiếp xúc, áp lực thật sự quá lớn. Cũng may mới vừa rồi Tạ Khinh Huy vẫn chưa hoàn toàn xuất lực, và lại bản thân phản ứng coi như là cũng nhanh, vận dụng rất nhiều pháp khí cũng đủ để cho Bạch Viên miễn cưỡng ngạnh kháng. Nếu không, một kích vừa rồi của kiếm xích pháp bảo hắn tuyệt đối ngăn cản không được. Hắn tự biết ngũ hành huyễn diệt trận ở trong động phủ có thể vây được Tả Khinh Huy không bao lâu. Một khi lão thoát khốn thì bản thân không có khả năng tránh thoát khỏi đối phương đuổi giết. Tuy rằng hắn cũng không muốn chính diện chống lại một gã tu sĩ kết đan, nhưng chuyện này là đối phương tống tiền lại đã làm cho hắn dường như không còn đường lui. Nếu thật sự mình đáp ứng, vậy sẽ trở thành nô lệ thay Tả Khinh Huy kiếm tiền,
lấy tính cách tham lam khắc nghiệt của đối phương, mình không chỉ thời khắc bị giám thị, không bí mật được, không nói tương lai đột phá sẽ vô cùng vô vọng, mà cả đời sẽ không tìm được tự do, vĩnh viễn chịu nô dịch. Viên Minh hít sâu một hơi, sâu trong ánh mắt hiện lên một tia quyết đoán. Hôm nay, mặc kệ là dùng biện pháp gì, cũng phải vĩnh viễn để lại hậu hoạn ở lại chỗ này. Hắn vừa mới thông qua tâm thần, cầu thông làm cho Hoa Chi và Lôi Vũ tới đây, vừa lật tay lấy ra thanh đồng cự kiếm. Phía trên chảy xuôi thành lôi điện màu xanh, chính là thanh đồng lôi kiếm của Thạch Điền. Hắn mạnh mẽ cắm vào đất. Linh thạch màu tím ở trên chuôi kiếm nhất thời linh quang chớp động, linh lực cuồn cuộn không ngừng hướng mặt đất rót xuống. 5 năm qua, tuy rằng hắn xuất môn cực yến, nhưng vẫn là dựa vào lục tục tìm được khoáng thạch lôi thuộc tính, lại chữa trị kiếm này, hơn nữa khảm lạm linh thạch nội thuộc tính thượng phẩm. Trong động phủ, Tạ Khinh Huy đứng tại chỗ, không vội vàng hành động, mà là khuếch tán thần thức ra, cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, cũng thổi diện biên hóa của ngũ hành huyễn diệt trận. Dựa theo phòng chừng, khốn trận này tuy rằng có chút xảo diệu, nhưng dùng tạo nghệ, trận pháp của lão thì cũng không phải là không thể phá giải. Nhưng mà ngay lúc này, ầm một tiếng lôi đình vang lên, từng đạo điện quang màu xanh từ dưới lòng đất sinh ra, cũng nhanh chóng đan xen, hóa thành lôi điện pháp trận, từng bước vây tròn mấy trượng quanh lão, uy lực càng hơn lúc trước Viên Minh bị vây ở trong trận này. Đầu tiên Tả Khinh Huy hơi hơi khẽ di chuyển, một tay giơ lên, pháp bảo kim xích rời tay bắn ra, trượt xuống, bổ vào lôi điện pháp trận phía trước. Xoẹt một tiếng vang nhẹ, lôi điện pháp trận dễ dàng bị xé rách ra một lỗ hổng thật lớn. Kim xích pháp bảo không dừng lại, mà hóa thành đạo kim sắc trường hồng, hung hăng bổ vào chỗ nào đó ở bên trong ngũ hành huyễn diệt trận. Cả tòa ngũ hành huyễn diệt trận cũng bị rung động, vẽ ra một đạo vết tích bạch sắc, giống như là vết nứt vậy. Trên người Tả Khinh Huy lại một lần nữa sáng lên kim quang chói mắt, từ trên xuống dưới lưu chuyển không thôi. Dưới sự khống chế của lão, từ khe nứt lôi điện pháp trận bắn ra, thẳng về vết nứt bạch sắc. Tuy rằng Tả Khinh Huy không dò xét được quy luật vận chuyển của ngũ hành huyễn diệt trận, nhưng biết dùng lực phá khéo. Viên Minh thấy vậy thì cũng không có kinh hoàng, làm lá lệnh kỳ trong tay vừa chuyển. Bạch ngân chung quanh đột nhiên xuất hiện sắc lục sắc linh quang, từng gốc cây màu xanh tự nhiên hiện lên, đem bạch ngân bao vây ở bên trong, biến mất không còn thấy. Tạ Khinh Huy nhào vào khoảng không, nhất thời giận dữ, bấm quyết chỉ, trận lại nhanh chóng biến hóa. Kim xích pháp bảo hơi mở một chút, trong đó huyễn hóa ra mấy đạo kim xích sắc ảnh. Tiếp theo, cuồng lôi xét đánh về phía các nơi pháp trận, không gian phụ cận pháp trận bị khuấy động. Ngũ sắc linh quang như thể nước sôi cuồn cuộn, nhưng không có dấu hiệu sụp đổ. Viên Minh thì âm thầm thúc giục hồn nha, hắc quang ở mi tâm chớp động, bay ra 4 con hồn nha. Hai tay của hắn bắt quyết, thi triển mộng điệp huyễn thuật. 4 con hồn nha lặng yên bay đến 4 góc động phủ, sau đó đồng thời há mồm kêu to, phun ra âm ba màu đen, nhào về phía Tả Khinh Huy. Ngoài ra, ở một góc động phủ nào đó còn biết, Thao Thiên Đỉnh bên trong đã thiêu đốt 2 cây mới chế thất bộ đảo. Nếu nói Tả Khinh Huy trước kia còn đánh được Viên Minh đến cầu xin tha thứ, cũng khiến cho hắn hoàn toàn biến thành cây thần tài cho mình. Nhưng hiện giờ thì sát ý càng lúc càng đậm, chân chính động sát tâm với Viên Minh rồi. Đằng lúc lão muốn thi triển thủ đoạn, muốn hoàn toàn đánh nát khốn trận, chỉ cảm thấy chung quanh hư không dao động, âm ba màu đen bao phủ xuống, làm sắc mặt của lão cả kinh, vội vàng bay về phía sau. Trong lúc nhất thời, lão còn chưa rõ sóng âm màu đen này là cái gì, nhưng đoán chừng không có lợi cho lão, trước tránh né rồi cứ nói sau. Tốc độ của tu sĩ kết đan vượt xa bất kỳ tồn tại trúc cơ nào, thân hình trong khoảnh khắc bắn ngược rất thật xa, mắt thấy sắp bay ra khỏi phạm vi của hắc sắc âm ba bao phủ. Viên Minh không chút hoảng hốt, trong tay lật lên lá trận kỳ màu xanh biếc kia bắn ra, hóa thành một đạo lục quang xung nhập vào bên trong đại trận. Cảnh sắc ở trước mắt Tả Khinh Huy biến đổi, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh rừng rậm xanh biếc khổng lồ. Tiếp theo, một cỗ áp lực nặng hơn vạn cân đột nhiên xuất hiện, thân hình của lão hơi chậm lại, cả người bị âm ba màu đen do hồn nhà phóng ra bao phủ. Ánh mắt của Tả Khinh Huy trở nên mờ mịt, cả người cứng đờ ở đó. Trên mặt Viên Minh mừng thầm, cũng không dám trì hoãn một chút nào, lập tức ngón tay chỉ ra, tuyệt ảnh châm điện xạ bắn ra, đâm vào huyệt thái dương của Tả Khinh Huy.
Hắc ảnh ở trong tay của hắn hiện lên, diệt hồn kiếm cũng bị nắm trong tay, lăng không bổ ra, phát ra tiếng rít chói tai. Một đạo hắc kiếm khí dài 4-5 trượng gào thét bắn ra, cũng hướng thẳng về phía đầu của Tả Khinh Huy. Nhưng ngay lúc này, pháp bảo kim xích đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tả Khinh Huy, ngăn cản tuyệt ảnh châm, sau đó nhanh chóng vô cùng vờn quanh. Đình một tiếng vang nhẹ, tuyệt ảnh châm bị cứng rắn chém thành hai đoạn. Thân hình Tả Khinh Huy cũng đột nhiên rời đi, tránh thoát khỏi công kích diệt hồn kiếm. Ánh mắt của lão trở nên thanh minh dị thường, xoay người nhào về phía Viên Minh. Người đúng là hồn tu, người là đồng đảng của Bồ Chính Thành. Nói đoạn, pháp bảo kim xích từ trong tay rời ra, hóa thành một đạo trường hồng thật lớn bắn về phía vị trí của Viên Minh. Đi qua nơi nào, ảo trận linh quang dễ dàng bị xé rách, thân ảnh của Viên Minh hiện ra. Không đợi hắn né tránh, pháp bảo kim xích chém xuống đầu, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn mấy phần, như thể một đạo kim sắc thiểm điện vậy. Phốc một tiếng, thân thể của Viên Minh bị chém thành hai nửa, nhưng ngoài dự liệu là không có máu tươi xuất hiện, hai nửa thân thể hóa thành hư ảnh tiêu tán. Ở sâu bên trong ngũ hành huyễn diệt trận, thân ảnh của Viên Minh lóe lên, lau mồ hôi chềm chán. Vừa rồi trong một sát na kia là ngũ hành huyễn diệt trận, hư thực biến hóa, trong pháp trận đều có thể dựa vào biến hóa này, hóa hư thành thực, hóa thực thành hư. Đây là biến hóa cao thâm của ngũ hành huyễn diệt trận. 5 năm này, hắn đã hao phí rất nhiều tâm tư, luyện tập vận hành bộ pháp trận này, tiêu hao rất nhiều linh thạch, bây giờ mới nắm giữ được một chút. Cũng may, hắn tốn đại tâm huyết, khổ luyện bộ trận pháp này, đây là lá bài tẩy bảo mệnh của hắn. Viên Minh càng thêm cẩn thận di động thân hình một lần nữa, đồng thời thả hết 8 con hồn nha ra, thi triển huyễn thuật nhà mình về phía Tả Khinh Huy. So với âm ba màu đen dày đặc cấp bội lúc trước bao phủ Tả Khinh Huy, phạm vi bao phủ hiện tại cũng rộng hơn. Sắc mặt của Tả Khinh Huy khẩn trương, cũng là lần đầu tiên đối chiến hồn tu. Lão lần thứ hai lui về phía sau tránh né, nhưng mà phía sau hư không, lôi quang đại tác, bắn ra 8 đạo lôi điện màu xanh thô to, trong đó ẩn chứa uy năng kinh người. Tả Khinh Huy không thể nào bỏ qua được, trong mắt lóe hàn băng, pháp bảo kim xích trường minh, kim mang đại thịnh, lại giống như khôi giáp bao phủ lão vào bên trong. 8 đạo thanh lôi lấy tốc độ nhanh hơn, một trước một sau bổ vào người Tả Khinh Huy. Lôi quang màu xanh chói mắt nở rộ, lập tức lại tiêu tán. Hồn nhà phát ra âm ba màu đen quét tới, không để cho lão có cơ hội né tránh, bao phủ cả người lão. Từng luồng sóng âm huyễn thuật cường đại, như thủy triều trùng kích vào bên trong thần hồn của Tả Khinh Huy. Tả Khinh Huy vừa mới bị thanh đồng lôi văn trận đánh bị thương, thần hồn bất ổn, trong mắt không nhịn được mà nổi lên vẻ mê mang, thật sự là rơi vào huyễn cảnh. Hắc quang ở phía sau lão hiện lên, đạo diệt hồn kiếm khí vừa rồi bị né tránh lại bắn tới, bổ vào đầu Tả Khinh Huy, tiến vào thức hải, hùng hằng chém thần hồn của Tả Khinh Huy. Huyễn cảnh ở trước mắt Tả Khinh Huy biến mất, thân thể kịch liệt run rẩy, không nhịn được mà ôm đầu phát ra tiếng gào thảm thiết, ngây ngốc tại chỗ. Viên Minh nhắm mắt lại, huy động diệt hồn kiếm nhanh như thiểm điện, chén liên tiếp 3 cái. 3 đạo diệt hồn kiếm khí bắn ra, thừa dịp Tả Khinh Huy không thể nào nhúc nhích, tất cả đều bổ vào trên người lão. Tả Khinh Huy phát ra một tiếng kêu thảm thiết tê lương, trên mặt thất khiếu đều chảy ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, thân hồn của thức hải dường như bị chém diệt. Pháp lực vận chuyển của lão cũng bị ảnh hưởng rất lớn, kim xích pháp bảo quang mang trở nên dị thường ảm đạm, không bằng 1/10 trước đó. Cùng lúc ấy, thân thể của Viên Minh cũng lắc lư, sắc mặt cũng dị thường, hồn lực của thức hải bị tiêu hao gần như không còn. Uy lực của diệt hồn kiếm tuy kinh người, nhưng tiêu hao đối với hồn lực cũng dị thường cực lớn. Với thần hồn lực trước mắt của hắn, trong thời gian ngắn toàn lực thúc dục tứ kiếm đã là cực hạn. Nhưng ngay lúc này, diệt hồn kiếm đột nhiên ông mình một tiếng, bùng phát ra một cỗ sát khí hung lệ, hùng hăng trùng kích lên người Viên Minh. Thần hồn vốn đã bị khô lặng kịch liệt run rẩy. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thức hải của Viên Minh đau nhức, đầu giống như muốn nứt ra, kinh hãi buông diệt hồn kiếm ra, nhưng đáng tiếc đã không kịp, thần hồn của hắn bị kịch liệt rung động. Viên Minh chỉ cảm thấy đầu một trận trời đất quay cuồng, chớp mắt càng là từng trận chuyển màu đen, cảm giác ý thức đang dần tiêu tán. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Viên Minh giơ tay gọi Thao Thiên Đỉnh về. Một dòng nhiệt lưu chảy vào cánh tay hắn, từ đó phun ra, dung nhập vào bên trong thức hải. Hồn lực của hắn nhanh chóng được khôi phục, cỗ nhiệt lưu kia càng là trực tiếp bao vây lên thần hồn của hắn,
dung nhập vào bên trong đó. Cơn đau nhức của thần hồn viên mình nhất thời được giảm bớt rất nhiều, ý thức tiêu tan nhanh chóng khôi phục sự thanh tịnh. Hết chương 302. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạ Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ Tài Hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.